bước thứ ba là bước tư vấn online. Giai đoạn đầu tiên giúp chúng ta tiếp xúc khách hàng, vậy nên là cần có sự khéo léo, tinh tế, lịch sự và cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng. Có các tiêu chí khi tư vấn online thì tiêu chí nhất đó là chào hỏi lịch sự đúng chính tả. Việc bạn chào hỏi lịch sự cẩn thận trong cái việc viết trả lời họ là cách khách hàng đánh giá về sản phẩm, về bạn, về doanh nghiệp bạn cũng là yếu tố đưa đến quyết định là họ có tiếp tục nghe bạn tư vấn hay không. Cái công thức chào hỏi này là bao gồm là đầu tiên là chào, tiếp theo là cảm ơn, tiếp theo nữa là các bạn trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm. Ví dụ như là có bạn Phúc đã hỏi trên cái kết quả của ba số là tiền này là chỉ có khóa học offline hay là cả online và offline ạ? Học viện ba số đã trả lời bình luận rằng là chào Dương, cảm ơn bạn đã quan tâm tới khóa học của học viện ba số. Mức học phí trên là cho cả hai giai đoạn rồi bạn nhé. Mọi thắc mắc bạn vui lòng inbox cho page hoặc tham khảo tại đây nhé. Tiêu chí thứ hai đó là bạn phải trả lời tin nhắn, bình luận, hỏi của khách hàng cách nhanh chóng. Bạn phải trả lời bình luận của họ trong thời gian sớm nhất, trong vòng từ 3 đến 20 phút. Cái tiêu chí thứ ba đó là cung cấp thông tin tinh tế chính xác. Để cung cấp thông tin tinh tế chính xác thì bạn hãy đọc câu hỏi của khách hàng, xem lại chính xác thông tin về sản phẩm, nghĩ kỹ câu trả lời trước khi đánh máy và ấn enter. Bởi một cái lời nói ra thì khó mà rút lại được. Tốt nhất là bạn hãy soạn sẵn một cái bộ 30 câu hỏi mà khách hàng thường hỏi và trả lời. Bạn có thể là tham khảo các câu hỏi cách trả lời ở các doanh nghiệp bán các sản phẩm tương tự. Sau đó thì bạn có thể nhờ anh chị quản lý góp thêm cách góp ý lên cái cách trả lời của bạn để khách hàng được cảm mến và yêu thích hơn. Ví dụ như là có một bạn Hương đã hỏi comment bình luận hỏi hai lần góp ghi đó là cơ sở Trần Phú đồ uống không có thạch, gọi sai to mà thấy vơi nữa. Hai lần góp ghi đã trả lời bình luận chào bạn, hai lần góp ghi rất trân trọng những góp ý của bạn, cũng như muốn xin lỗi bạn về trường hợp đáng tiếc trên. Hai lần coffee sẽ phản ánh trực tiếp đến chi nhánh trên để sửa đổi. Mong bạn luôn ủng hộ hai lần coffee. Hoặc là một bạn Lan đã bình luận trên trang của Manulife Việt Nam rằng là anh họ tôi đang tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ, mấy bạn tư vấn dùng với. Số điện thoại của anh mình là 0162944 7025. Thì Manulife Việt Nam đã trả lời bình luận rằng là chào bạn, để Medulife có thể nhanh chóng liên hệ hỗ trợ, mong bạn inbox thêm các thông tin sau nhé. Họ tên, khu vực nơi anh họ bạn sống. Hy vọng là bạn phản hồi sớm. Với bước 4, tư vấn qua điện thoại. Trong trường hợp này, thường là bạn sẽ gọi điện cho khách hàng nếu việc tư vấn online vẫn chưa thỏa mãn khách hàng. Hoặc khách hàng gọi điện đến để hỏi thăm bạn về cái thông tin, sản phẩm, dịch vụ, bảo dưỡng, bảo hành. Tuy là bạn không tiếp xúc khách hàng trực tiếp nhưng cái giọng nói, những gì bạn nói cũng có thể là đánh giá về bạn là con người như thế nào. Khách hàng thì coi luôn bạn là công ty, hay gọi cách khác, bạn chính là hình ảnh của công ty. Khách hàng không có nhiều thời gian để tìm hiểu cả công ty mà cảm nhận, đánh giá về đơn vị thông qua nhân viên chăm sóc khách hàng. Vậy để quá trình tư vấn qua điện thoại được hiệu quả, khách hàng hài lòng thì bạn cần nhớ 4 cái tiêu chí sau đây. Thứ nhất đó là giọng điệu, tốc độ phù hợp cho người nghe. Thứ hai, cung cấp đầy đủ thông tin, lợi ích, điểm khác biệt của sản phẩm. Thứ ba là khơi gợi nhu cầu của khách hàng. Thứ tư, hãy xác nhận lại xem khách hàng có muốn hỏi gì nữa không trước khi mà kết thúc cái cuộc gọi. Sau đây là một cái số vấn đề và giải pháp khi mà bạn tư vấn qua điện thoại. Vấn đề thứ nhất là đang tư vấn thì gián đoạn do lỗi đường truyền. Trong trường hợp này, sau khi lỗi, bạn nên gọi lại ngay cho khách hàng để họ không phải chờ đợi lâu. Một điều quan trọng không kém nữa là nếu để cho khách hàng gọi bị gián đoạn quá lâu, cả hai bên sẽ mất thời gian nhắc lại cái vấn đề đã nói. Bởi một ngày là nhiều công việc, khách hàng sẽ dễ bị quên. Chưa kể việc hiện nay có những cái cư dân ở khu đô thị lớn thì mỗi ngày phải nhận trung bình từ 8 đến 15 cuộc gọi từ môi giới bất động sản, bảo hiểm, vân vân. Vấn đề 2, đang tư vấn thì bị gián đoạn cho khách hàng bận hoặc có vấn đề gì đó. Trong trường hợp này, bạn hãy hẹn khách hàng ở một cái giờ khác. Bạn hỏi, dạ, bao giờ em có thể gọi lại cho anh chị ạ? 2 giờ chiều nay được chứ ạ? Bạn hãy chốt một cái lịch cụ thể, giờ nào, buổi nào, thứ mấy. Hoặc nếu khách hàng không hẹn cụ thể được thì hẹn rằng bạn sẽ gọi lại cho buổi vào buổi sáng ngày gợi mà gần lình. Có thể hẹn để xác nhận chắc chắn giờ hẹn, lịch hẹn cụ thể. Nếu bạn gọi đúng lúc khách hàng đang đi trên đường hoặc bận việc thì bạn nên hẹn gọi lại sau. Vì thời điểm đó bạn có thể cố gắng nói gì thì hiệu quả công việc cũng khó có thể tốt
Được, vấn đề 3, bạn không có thẩm quyền hoặc là không biết cách xử lý yêu cầu của khách hàng như nào. Nếu bạn mới vào nghề, bạn chưa gặp trường hợp khách hàng yêu cầu bao giờ hoặc không có thẩm quyền giải quyết vấn đề này, thì hãy chân thành chia sẻ với khách hàng điều đó và chuyển cái thông tin của khách hàng đến người có thẩm quyền giải quyết và giải quyết ngay trong ngày hôm đó. Vấn đề thứ 4 là vấn đề sản phẩm dịch vụ tạm thời đang hết hàng. Không một cái khách hàng nào muốn điều hành ra cả. Vậy cho nên là bạn nên hẹn khách hàng một cái lịch cụ thể thời gian có hàng để họ yên tâm tin tưởng. Nếu hàng đó không còn nữa thì hãy giới thiệu họ những cái mẫu tương tự. Bạn muốn làm nên cái dấu ấn trong lòng khách hàng thì từ đây thì tôi sẽ chỉ cho bạn hai cách mà bạn có thể áp dụng. Cách thứ nhất là bạn giới thiệu khách hàng sang cửa hàng khác có sản phẩm. Rất ít người có thể can đảm để làm điều này, nhưng bạn làm được sẽ là một điều ấn tượng và dấu ấn trong khách hàng. Cách thứ hai là bạn sẽ mua sản phẩm đó ở các đơn vị khác về gửi lại khách hàng. Điều tưởng chừng như không thể này là được Nordstrom thực hiện. Nhắc đến thương hiệu thời trang cao cấp Nordstrom, người ta nghĩ ngay đến những khách hàng. Nordstrom, một chuỗi bán lẻ nổi tiếng của Mỹ, đã cống hiến 115 năm mới có thể tạo nên những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và xây dựng một thương hiệu vững mạnh. Anh Nguyễn Hải Minh, founder và giám đốc điều hành của The Coffee House, nguyên founder của chuỗi cửa hàng chuỗi cà phê Urban Station cho biết rằng trong một lần anh qua Mỹ, anh bước vào cửa hàng của Nordstrom bị mua một đôi giày Adidas size 38 màu xám được giảm giá 30%. Tuy nhiên thì khi tới cửa hàng, đôi giày đã được gom để cho có người khác mua. Nhân viên cửa hàng đã làm một điều mà không bao giờ anh có thể ngờ được. Đó là họ chạy qua bên kia đường, mua đúng đôi giày đó của đối thủ và mức giá không được giảm giá, chỉ để mang về cho anh Ninh và với giá là giảm 30%. Với hành động này thì ngay lập tức họ mất 30% giá trị của đôi giày. Nhưng mà cái họ đạt được là khách hàng của họ là anh sẽ chia sẻ câu chuyện này tới hàng trăm người. 30% đôi giày Adidas sẽ vào khoảng vài chục USD. Nhưng mà họ đã mua được cái hài lòng, những lời quảng cáo từ chính sự hài lòng khách hàng khi chia sẻ với bạn bè, người thân. Vâng. Bước 5 là tư vấn trực tiếp. 5 là nguyên tắc trong giao tiếp mà bất cứ người làm cho khách hàng cũng phải khắc khổ ghi tâm ở phần B. Tôi đã nhắc đến là nguồn tài liệu mà bạn cần nắm chắc, xem lại để quá trình tư vấn trực tiếp hiệu quả. Chúng ta cùng ôn lại trước nhé. Nguyên tắc thứ nhất là tôn trọng quan điểm của khách hàng. Nguyên tắc thứ hai là nghe. Thứ ba là mang dáng vẻ của chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Nguyên tắc thứ tư là chọn chủ đề khách hàng quan tâm. Và nguyên tắc thứ năm là khen ngợi. Khi tư vấn trực tiếp thì cách ăn mặc, tóc, phong thái của bạn càng nên cẩn trọng. Ngoài ra thì body language cũng là một điều rất là cần chú ý. Ví dụ như là tư thế gật đầu này, nụ cười của bạn khi khách hàng nói lời khen chân thành hay không cũng biểu lộ luôn tư vấn của bạn. Nhưng bạn rất cần chú ý về body language. Nếu bạn đọc qua cái cuốn The Density Book of Body Language, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể của Alan và Baba P, sẽ biết rằng là các nhà khoa học đã có các nghiên cứu chứng minh rằng nhất cử nhất động từ móng tay, khi áo, đôi giày, đầu gối đến sợi tóc, nét mặt, con ngươi trong mắt, tác phong của một người tố cáo hết bản chất của một người đó. Vậy nên là việc của bạn là chân thành, đừng có cố tỏ ra cái này cái kia mỗi thôi. Khách hàng hiện nay tinh tế thông minh hơn chúng ta nghĩ, nên hãy chân thành chia sẻ những gì mình biết, những cái am hiểu về sản phẩm dịch vụ của mình, giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ.